Anh B, 34 tuổi. Anh là một diễn viên múa giỏi. Anh cũng yêu thích công việc của mình. Tuy nhiên, một ngày nọ, anh bị đau vùng khuèo và bắp chân. Với một diễn viên múa, việc thường xuyên chịu các cơn đau cơ bắp, căng mỏi là bình thường. Anh nghĩ vậy. Tuy nhiên, 7 ngày sau anh phải nhập viện trong một tình trạng cấp cứu, sau đó là chết lâm sàng. Trong tuyệt vọng, các bác sĩ phải thực hiện FT ngoài lồng ngực để đẩy máu về não của anh ta cũng như các nội tạng khác để cố gắng dành sự sống cho anh ấy. Vậy chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Khi vào viện, anh B còn tỉnh nhưng huyết áp thấp 100/60 mmHg thủy ngân, khó thở, nhịp thở nhanh 24 lần trên phút và FPO2 80%, cho thấy cơ thể anh đang thiếu oxy. Anh B càng ngày càng khó thở, anh được thở oxy kính, sau đó phải chuyển lên thở oxy mát, huyết áp càng ngày càng tụt dần, chỉ còn 80/40 mmHg thủy ngân. Tình trạng suy sụp về hô hấp và tuần hoàn diễn ra rất nhanh, các bác sĩ ngay lập tức nhận thấy tình trạng nặng, nguy hiểm đến tính mạng của anh. Vậy điều gì đã xảy ra trong cơ thể bệnh nhân? Liệu các bạn có tò mò tại sao bệnh nhân lại bị như vậy? Nếu có, hãy đợi xem video đầy đủ sẽ công chiếu trên kênh vào tối ngày mai. Hoặc ngay bây giờ, hãy truy cập kênh YouTube Dr. Minion, subscribe và xem đầy đủ video đường link dưới mô tả nhé.